Cổng trời phần 2. Trong loạt bài Trại giam cổng trời hôm nay, Nghĩa Lữ tiếp tục trình bày những quẩn khúc mà tín đồ cũng như tu sĩ Công giáo Việt Nam gặp phải trong giai đoạn từ năm 1959 cho đến 1964. Trong bài này, quý vị sẽ nghe thêm những chi tiết mà nhân chứng kể lại về trại giam cổng trời trong những ngày đầu họ bị bắt vào đây. Kính mời quý vị theo dõi như sau. Năm 1959 đánh dấu một mùa Giáng sinh buồn bã tại miền Bắc, khi linh mục Nguyễn Văn Vinh, còn được gọi là cha Chính Vinh, cùng với linh mục Lương Quy Hân và 68 người gồm tu sĩ, chúng sinh, thậm chí cả những người hát trong ca đoàn, tất cả bị bắt và dẫn lên trại giam cổng trời giam giữ. Con số 70 người này không ai sống sót trở về. Họ chết âm thầm trong tay bạn tù, và mãi hàng chục năm sau thân nhân mới hay biết. Những người tù miền Nam, năm 1977, tức 18 năm sau đêm Giáng sinh Bách Hải, từ miền Nam xa xôi, linh mục Nguyễn Hữu Lễ tiếp bước linh mục Nguyễn Văn Vinh dọc trại cổng trời để làm chứng nhân cho một trại giam khắc nghiệt nhất thế giới. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ kể lại những kỷ niệm mà chính trong đêm Giáng sinh năm 1977, ông và những người tù miền Nam chịu đựng. Chúng tôi bị đưa ra bắt vào năm 1977, và trong đêm Giáng sinh năm ấy, trước ngày Giáng sinh thì nó có một cuộc tương đối là biến động, bởi một số tù miền Nam còn trẻ ra đây thì người ta phản đối và bày tỏ thái độ phản kháng trong tù, đặc biệt nhất là những anh em Công giáo. Đúng vào đêm Giáng sinh, chỉ có mình tôi là linh mục trong trại Nam Hà thôi. Sau khi cạn điểm danh rồi thì anh em các buồn khác hướng về cái buồn của tôi. Lúc đó tôi âm thầm dâng lễ. Tôi đã giấu được bánh lễ và rượu lễ mang ra từ miền Nam để rồi làm lễ âm thầm trong bụng. Anh em hướng tâm hồn với tôi để dâng lễ trong đêm Giáng sinh. Khi tôi dâng lễ vừa xong thì cửa buồng mở ra và có một cuộc đổi buồng rất lớn xảy ra. 20 người trong số chúng tôi bị còng tay đưa lên trại cổng trời. Linh mục Nguyên Thanh, một nhạc sĩ viết thánh nhạc nổi tiếng trong giáo hội Việt Nam, cũng theo bước chân linh mục Lễ lên trại cổng trời cùng thời gian mùa Giáng sinh năm 1977. Linh mục Nguyên Thanh không đi một mình. Ông cùng với năm linh mục tuyên quý khác bước chân vào trại trong mùa đông giá rét. Ông kể, khi tôi bị bắt là ngày 19 tháng 6 năm 1976, cùng với anh Nguyễn Văn Thanh là em ruột của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, cùng nhau vượt ngục ở trại Suối Máu, sau đó bị bắt lại và bị đánh một trận gần chết, bị còng tay đưa xuống tàu suốt 2 tuần lễ ra Bắc và đưa vào trại Sơn La. Tôi lại tham gia một vụ vượt ngục khác tại trại Sơn La rồi cũng bị bắt lại và bị đánh một trận gần chết thứ hai, sau đó bị cùng 6 tháng. Cũng vì cái tội có vài lần vượt ngục như vậy cho nên họ đã đưa tôi lên trại cổng trời cùng với 5 linh mục tuyên quý khác là linh mục Cao Đức Thuận, linh mục Nguyễn Thiện Thuật, linh mục Đinh Cao Thuấn, linh mục Nguyễn Văn Hùng. Tất cả lên trại cổng trời kể từ tháng 12 năm 1977. Những nhân chứng sống. Theo lời kể của người tù Kiều Duy Vĩnh thì ông là người đã chứng kiến từng người tù ngã xuống trong trại giam khắc nghiệt này. Ông xác định chỉ có mình ông và Nguyễn Hữu Đan là sống sót sau nhiều năm bị nhốt tại đây. 72 người đến trại giam, chỉ còn 2 người trở lại. Bức tranh bi thảm này làm sao diễn tả nỗi kinh hoàng phía sau khủng bố của nó. Người tù Kiều Duy Vĩnh cho biết, không còn ai cả. Tại vì lúc bấy giờ tôi còn trẻ lắm, tôi sinh năm 1931 mà. Tôi là người hầu như trẻ nhất trong 72 người. 70 người còn lại đều là tu sĩ cả. Những người như cha Vinh, cha Quế, chỉ còn tôi và anh Nguyễn Hữu Đan là người không theo đạo. Qua kinh nghiệm nhiều năm tù đài trong trại cổng trời, linh mục Nguyễn Hữu Lễ nhận xét, do đâu mà người Cộng sản mong muốn tiêu diệt niềm tin Công giáo một cách nghiệt ngã như vậy? Ông nói, không ai biết là có bao nhiêu người đã bỏ mình trong trại giam cổng trời, ngoại trừ những người đi cùng toán với nhau. Linh mục Nguyễn Thanh Đương,
Người bị giam trong trại cổng trời 18 năm cho biết về những bạn tù của ông như sau. Tôi có ở cổng trời, nhưng thời gian đó những người lên đó coi như là được xếp vào loại chết. Nói về hình khổ trên ấy thì nhiều lắm. Mỗi người có một cái khổ riêng. Nhiều khi trong một trại, nhưng người kể thế này, người kể thế khác. Tù thì nhiều nhà tù, nhiều hình khổ khác nhau. Mình chứng kiến hoặc mình nghe anh em đi tù kể lại cũng không thể biết hết được cái tội ác của họ đâu. Mình bị 18 năm, nhưng có cha 20 năm, 22 năm. Thầy Cao Ngân 22 năm, nhưng ngày chết rồi. Tuyệt thực cổng trời. Chống bạo lực bằng im lặng. Những người tù Công giáo đầu tiên trong đợt Giáng sinh năm 1959 theo chân linh mục Nguyễn Văn Vinh đã tay không chống lại sự đàn áp đức tin của họ trước cán bộ trưởng trại giam một cách bền bỉ như thế nào, được ông Kiều Duy Vĩnh kể lại trong bài viết mang tên Tuyệt thực cổng trời rất nổi tiếng. Trong phần mở đầu, ông viết: Tôi không tin đạo Thiên Chúa và điều ấy có thể đã làm cho tôi sống được cho đến hôm nay. Năm 1994, vì những người cộng sản căm thù những người theo đạo Thiên Chúa nên tất cả mũi nhọn của nền chuyên chính được chĩa vào những người con Chúa. Thứ nhất là các vị giáo sĩ trong giáo hội, rồi đến các tu sĩ cả nam lẫn nữ. Trong một tù cộng sản, tôi đã gặp hai bà sơ bị bắt vào xà liêm, rồi đến ông Chánh Trương, ông Trùm Trưởng, cả đến những người ở trong hội trống, hội kèn nhà thờ cũng bị bắt đi tù hàng loạt. Tôi thấy đa số họ hiền lành, ngơ ngơ, nói năng chẳng ra sao. Không biết họ mắc tội gì mà bị hành hạ đến như vậy. Họ có mỗi một tội là tin vào Chúa Giê-xu. Thế thôi. Còn tôi thiếu đức tin đó và điều đó đã cứu tôi sống. Nói thế không có nghĩa là tất cả mọi người Công giáo đi tù đều chết hết. Có nhiều người còn sống sau cuộc tù đại như anh Thi, anh Thọ, chị Diệp là những người trong cái vụ nổi loạn ở Ba Làng, Thanh Hóa năm 1954. Còn Nguyên Công Cửa, tức là Nguyễn Công Môn, ngư dân vượt biển. Còn Nguyễn Hữu Bổn, người thôn Giảng Lộc, Nam Lộc, Nam Đàn, Biếp Chất. Tác giả Kiều Duy Vĩnh hiện vẫn còn sống tại Hà Nội, mặc dù đã hơn 80, nhưng tính tình vẫn còn lạc quan và đặc biệt là không bao giờ thỏa hiệp với chế độ mà ông đang sống cùng. Ông đích thân kể lại chúng tôi với câu chuyện bi tráng này như sau. Lên đến nơi, việc đầu tiên của cán bộ quản lý trại giam là: ai cho các anh ăn? Không có cái thằng Giê-xu nào, con mẹ Maria nào cho các anh ăn cả. Đảng và chính phủ cho các anh ăn, vì cấm không được làm dấu trước khi ăn. Tất cả các tràng hạt, tất cả cái gì thuộc về kinh bổn, chữ thập đều bị tịch thu hết, và tôi trở thành người tiến bộ. Các ông ấy không ăn, các ông ấy tuyệt thực vì bị cấm làm dấu trước khi ăn. Tôi thì được 3 bữa. Ngày thứ nhất đến trưa thứ hai thì tôi đói quá. Cái tu sĩ thấy tôi đói quá bảo thôi anh ăn đi. Họ chỉ cấm những người Công giáo không được đọc kinh làm dấu trước khi ăn, thì tôi và anh Đan là người không Công giáo. Thật tình tôi đói lắm. Lúc bây giờ tôi còn khỏe lắm. Tôi cao một thước 76, nặng 72 cân. Tôi đói lắm. Cha sanh mẹ đẻ tôi không đi nhà thờ và không làm dấu bao giờ cả. Trưởng trại giam bảo tôi tiến bộ. Tôi bảo tôi không phải là người Công giáo nên không làm dấu chứ chả có tiến bộ gì cả. Đói thì phải ăn thôi. Vậy là tôi sống. Còn bao nhiêu chết cả. Trong bài viết Tuyệt thực cổng trời, tác giả Kiều Duy Vĩnh kể lại một điều quan trọng. Đó là người Cộng sản cố tìm cách giết những người tù Công giáo này như thế nào. Ông viết: Giá lại ở trên cổng trời, đối với các bậc như cha Vinh, cha Quế, tu sĩ Đỗ Bá Lan, tu sĩ Nguyễn Trung Chính, tức là Nhẫn, tôi là hạng bét so với các đấng tù ấy, nên mũi nhọn của cuộc tàn sát không chĩa vào tôi. Ban giám thị trại đem so tôi với các bậc thánh đó, thấy tôi là một phần tử tốt. Này nhé, tôi không có đạo, tôi không cầu kinh, không làm dấu thánh, không ăn chay để phục sinh, không theo nghi lễ Giáng sinh. Như thế là tôi chấp hành nghiêm chỉnh cái mệnh lệnh của ban giám thị quá đi rồi còn gì nữa. Còn với các đấng tù kia, đột quy trại tù cấm tù cầu kinh, các vị cứ cầu kinh, cấm làm dấu thánh trước khi ăn, các vị cứ làm dấu thánh. Ngày lễ Giáng sinh, các vị tự ý nghĩ không chịu đi làm. Câu chuyện Tuyệt thực cổng trời kết thúc
bởi sự rút lui của cán bộ trưởng trại giam vì không thể bắt 70 người tù này chết đói khi họ cương quyết không ăn uống nếu bị cấm làm dấu thánh giá. Những con người xem rất bình thường này đã tranh đấu trước cái đói một cách phi thường, và lần đầu tiên tại cổng trời, sức mạnh của quyền lực phải chịu thua sự im lặng trong niềm tin. Nhưng 70 người được ông Vĩnh gọi là những đấng tù, những bậc thánh ấy, không một ai sống sót trở về gia đình, xã hội với bàn dân lễ ở nhà thờ. Quý vị vừa nghe bài thứ hai trong loạt bài Trại giam cổng trời, do các nhân chứng kể lại về sự bách hại người theo đạo Công giáo trong trại giam này như thế nào. Xin mời quý vị nghe tiếp bài thứ ba của câu chuyện sẽ được phát vào giờ phát thanh kế tiếp, cũng do Nghe Lự trình bày.